1, 2, 1, 2, 3. Hôm nay gia đình mình đi ăn nhà hàng Tokyo Sapa. Gì bên? Đây cả gia đình mình đứng vòng đóng đây. Có hai chàng rể tương lai. À, đó Amel. Đây là chị hai, chị ba, chị tư. Hai reo meo Korea and Italia. Đói bụng chưa em? Đói quá hả? Kệ, lát vô ăn thôi. Đây, cặp này là gái giữa của mình. Đây là gái lớn, chưa đứa nào đám cưới hết. Quen cũng cả 60 năm cho chục. Nhà hàng cũng lớn lắm cái nhà. Cái gì? Gì em? À, này là hồ sen. Sen khách không lát lấy gì? Ở thứ này tao bán rồi. Chuẩn bị vô nhà hàng. Đây là cái bàn của hai người ngồi. Ở trong đây là cái mo đó nha. Ở trên lầu gì kia là nó làm cái mo, nó bán hàng rất là đông. Đây ngồi vòng vòng đây, cái bàn này là để cho để người ta, cái bàn này là để người ta chiên. Xin chào, chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. You want drink drink or just the water? I'm gonna play me okay, no? Headhunter. Somebody over here. I see. This, yeah, what's up, Audi? It doesn't really matter, you know. You don't have to do anything. No, Saburo. What is it? This Saburo. Coconut. Coconut and rum. Have you ordered drink yet? Sapporo bên Nhật nè. Bên này ngon lắm cả nhà. Cái ly này là có trong đó có rum, có trái cây cả nhà. Nó giống có thai của mình. Hỏi lấy ly đá của anh em. Thank you. Tuna euro. Yeah, tuna euro. Yeah, that's it. Mời cả nhà dùng nước.
Cái này nó đây gì? Là rượu rum pha với nước dừa. Rượu rum mà pha nước dừa cũng đau bụng sao? À cái hình cái dừa đó. Cái này là rau. Cái này là ăn khai vị hả? Cái này khai vị. Khai vị để uống bia. Đây khai vị. Món này là món khai vị. Còn có rau với một chén súp á. Tại vì ngoài trời mưa đó nha. Nên cái súp này uống cho nó ấm. Với một chén rau. Với nó bỏ cái gì bên trong chứ rau không biết nữa. Cũng ngon lắm. Ngon mẹ. Rau trộn rất là ngon nha cả nhà. Ngon quá. Cái này là cái súp nước gà hay nước gì không biết. Mà nó ướp nó làm rau nó trộn cái nước nó ngon. Đây là món sushi nè cả nhà. Sushi sushi ở đây là cửa hàng Nhật á. Sushi rất là ngon mà. Cá tuna với là đây là sushi nè cả nhà. Cái này gồm có wasabi trong đây luôn rồi và thịt lươn rút xương, cá tuna sống ạ. Rất là ngon ạ. Ờ đói bụng quá, đồ ăn giờ này chưa đem tới. Cái này là sao điệp phải không? Sao điệp. Sao điệp có như là seafood á. Seafood nướng. Rồi mẹ nó ăn mà nó ép mẹ nó ăn hoài. Nói mẹ này ngon chứ. Đây trong đây là gồm có sao điệp. Trứng cá hồi. Trứng cá hồi, cái gì nữa? Thịt cua. Nướng. Hello. Hey, hello, how are you? Hey, how are you? Good. So, cuối cùng cũng có đồ ăn tới rồi. How are you chef tonight? Not yeah. Okay. So, I will chef tonight. Not just make sure where they have water first. Style here. We have a salmon and you say water, steak, yeah, and fried rice, yeah. Another calamari and salmon, your lady. Another. Okay. Cái nhà chuẩn bị xem đầu bếp của người Nhật bị gì hết cái nhà. Okay, ginger. Ginger. Yeah, cái đó là nước chấm. Look, spicy, ah, this is spicy, yes. Okay, now, yeah. And how can spicy? Okay, now, yeah. Spicy, ah. Are you okay? Tamarind. Đói quá, đói quá. Đói lên. Now, this is spicy, hum. Đó, giờ chưa cả nhà mình chuẩn bị xem đầu bếp bảo diễn, biểu diễn nha. Đầu bếp Zeeban. Rất là răng Zeeban luôn. I like that water looks like beef. Because they're just rolling and the water is just rolling on the plate. It's crazy. And now just up room. Can we over there get some of this cake? Thank you. Yeah, I'm already campaign a few for a car. Look, see? Hello. Yeah, see? Yeah, fire. Yeah, see? Look, there. Yes, ready. Wow. Now, 1, 2, 3, fire! Wow! Nice one. Yeah. My eyebrow's still here. Yeah, see? Okay. Yeah. Đây là đầu bếp của Nhật đang biểu diễn.
Oh. Yeah. Wow. Okay. Oh. Good. Oh. Yeah. Oh. Good. Yeah. Oh. Thấy nhau lên đầu luôn. No, that's an egg roll, Japanese egg roll. Yeah, see? Yeah, look, spin your eye, yeah, see, go. Yeah, see, okay, yeah, see? Yeah. Okay. Yeah, all right. Yeah, see, okay, bye-bye. Yeah, you guys want to try it? You got free egg. No, that's all for me. Yeah, see, sure thing. Yeah. Yeah. Hey, go. Yes. Stop. No crunchy. Lady, you want to cut? What? Do it. Fighting. Okay, no crunchy, huh? One more. Yeah. Okay, yeah. Nhà đang xem nhà bếp của Nhật Bản biểu diễn đó. Này là chiên kiểu Nhật á luôn nhà ơi, không phải kiểu Tàu nữa. Tại vì mình đi đá nhà hàng Nhật á, đây là chiên kiểu Nhật á. Okay, now là cái gì đây rồi? Yeah, Coca-Cola. Yeah, yeah, Japanese Coca-Cola. Bếp dạ cái ly qua cho mẹ chứ. Yumi. Make it hot, crispy. Yeah, see, everybody love rice. Okay, you want me? Yeah, pizza. Okay, look, see. Cái này là rượu á. Cái này là rượu giống rượu cần. Nhưng mà rượu này là rượu gì đó. Yeah, no wind. Rượu rum nóng rồi.
Okay, so are you ready? Yeah, you got the rice, yeah. You're welcome. There you go. Yeah, you got the rice. Yeah. Okay, yeah, you got the rice. Yeah. Thank you. Thank you so much. Wow. I'm all right. Ăn rất ngon. Ngon. Chưa ăn sao biết ngon? Em mới ăn hả? Chưa ăn đi. Vừa ăn không? Ngon. Ở cái này là cơm chiên trứng này. Cơm chiên trứng để mình thử ngon. Yeah, ngon. Okay. Đây là món thứ hai. Drink this side and then the all the alcohol. Because like, no, the other one like Salmon. Okay, let's clean up. Yeah, take four chairs. Yeah, take off. 1, 2, 3, yeah, go. Okay, yeah. 1, 2, yeah, good. Go. 3. Yeah. Coming tomorrow. Mình quay cái này mình chiếu cho cả nhà coi, cả nhà mình học nghề nấu ăn luôn ha. Okay, look, this is onion volcano. Yeah, see, volcano time. Wow, yeah, see, okay, fire. Okay. Okay, one more. Okay. Yeah. Everybody ready? Yeah. 1, 2, 3, fire. Oh yeah. Okay. Fire. Good. See, barbecue shrimp. Yeah, make it nice crispy. Yeah. See, barbecue shrimp. Yeah. See. Oh, you want to give me a shot? Ready? Oh. He's the funny. I was like, why did he need those scallops? Oh, Offer him? All, I don't know. You don't want shrimp? That's come with your meal.
No, we only got filet and everybody got shrimp, three pieces. Okay. You want shrimp? Yeah. You got one? Okay. Oh, thank you. Nhiều quá. Đó là con cá hồi, đúng không? Cá tuna, cá hồi nướng thế này. Còn cái miếng đồng tròn này trắng trắng là miếng gì vậy? Sò điệp hả? Cá này sò điệp. How is shrimp, everybody? Good? You've been busy? Yes. Was it busy today? Today's not really. Yeah, but yesterday and my Monday busy. Yeah. Oh wow. So busy. Yeah. But today is busy. Yeah. Not busy. Yeah. But tomorrow maybe probably busy. Yeah. No, not for her. Yes, sir. Thank you. Yes, buddy. Giá sao ngon? Giá cơm tôm. Cơm chín chín với cơm. Không ai bảo. Và cá hồi sao đi. Lát đi có bò rồi nữa. Thiếu gì ngon không chưa? Okay. Thank you. Yeah, no problem. Hot. Yeah, super hot. Con tôm nữa nhỉ? Chili, like tôm mà mình chấm cái miếng này, với sốt nó làm ngon lắm. We have a ngon. Yeah, we do. You don't have like hot chili peppers. Hold on 1 second. Đâu rồi đó? Đâu nhớ? Cá hồi trong khói đây, có bơ. Thì mình chia sẻ những món ăn của bên Mỹ này các nhà, món ăn của người Mỹ, món ăn của người Hàn Quốc, món ăn của người Nhật đấy. Và bên đây là mình đang ăn những món ăn của người Nhật đó. Đây là cá hồi. Okay, now for you guys, how do you like cook your filet mignon? Medium rare. Medium rare? Okay. Yeah. Another steak. Same medium rare, medium rare. Medium. Now all done, okay. Okay.
Everybody wants some sake? Sake? Yeah, sake, yeah. Sake, sake, yeah. Come on. Oh my God. Yeah, come on, buddy. Yeah, you go, Fry. Yeah, go. Go, okay. Come on, yeah, sake, sake. Yeah, more sake, more happy. Come on, yeah, sake, sake. Make you happy, yeah. Go, 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 good job. Huh? Good job, bro. That's crazy, bro. Yeah. Yeah, my dad. That's crazy, dude. It's okay. Yeah, free refill, okay? Yeah. Chết luôn. Rồi, cái nhà hồi nãy ăn xịt rượu vô cái mặt mình. Ăn xịt rượu vô cái miệng mình rất xỉn luôn á. Okay, trời ơi, nãy giờ có ớt. Mình là người Việt Nam, đi đâu cũng ăn ớt. Giờ phải có ớt rồi nè, quá ngon. Đâu nó ăn đâu, cũng ăn bò, ý ăn... Đây người ta nấu thịt bò, bò bít tết. How is salmon? Is that good? How is salmon? Yeah, good. Oh, you did the bungee one? I did it with him. He liked it. Right? That I was one's like, scary as fuck. I went on with him because Sunday wouldn't. That was scary. Yeah, I was like, let me try. I did that one too. That's scary. I did that once and I was like, holy shit, what a fuck. It feels like you're not getting held by anything. Yeah, but black and white. That one's scary. That's fun, but it's scary. It's scary. That one's fun. Okay, come on guys. Yeah, medium rare. Yeah, plenty, huh? No problem. Yeah, be careful. Thank that's you so super much. Hot. Thank yeah, you, one thank more. You. Yeah. Steak, honey. How is scallop? Do you like it? It's very good. Yeah. Good? Ủa nó giống nhau mà.
Oh, this place, 3 years. 3 years. Oh. You guys first come here? You guys? I live in you guys come here often? Yeah, we come here a lot. Oh. So Daniel knows. Oh, you know Daniel? Yeah. Oh, you like hop hop? You eat hop hop. Oh, yeah, 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 yeah
Những võ sĩ múa múa kiếm múa đao, bên kia cũng đang múa. How is steak? Is that good? Yeah, good. Yeah. You guys come here outside for summer? We usually go to the one in Braintree. Oh, you Braintree? Braintree. Oh, but we come here sometimes, yeah. Oh, you're not living around here? We live in Dorchester. Oh, Dorchester. Oh. That's, yeah, Braintree is most close. Yeah, Braintree is close. Same moment, yeah, same thing. Yeah. But we come here a lot here. Yeah, but now we're not open for hibachi. Yeah, no, yeah, normally we can take it. Yeah, for a half hour. We help the sushi chef change the tire outside. He had the flat tire. Oh, really? Yeah. What's the name again? Wendy. Wendy. Yeah. Oh, no, he's good. Yeah, Baiji. Oh, thank you. That's it. Yeah, Baiji. No. Not for her. Your phone. Yeah, buddy. Yeah, thank you. No, yeah. Thank you. No, yeah. Xong rồi không? Xong rồi, ông rửa đó cả nhà. Yeah. Ông rửa chảo. À, đổ nước vô rửa tại chỗ luôn. Yeah. 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 That's young sister. Yeah. 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 Come on. Just like that. Come on. Have some mercy. Yeah. Ông rửa xong mình thấy ông nặng chân dưới cái nhà. Yeah, ông nặng trên chân lên ông rửa. They can call you. Yeah. Where you learn to do hibachi? Dạ, mình có tiếp cho ông. Me? Yeah. Like Yeah. Nói là cá bo trọng 40 đồng không? Đâu biết, ông này đâu biết mình dựng. One day. Đó là được cai. No, no. And for me, at least 6 months, I have to do 6 months. No, 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 yeah. 5 months, 6 months, yeah. Depending on you. Well, you know, give me a month, give me a month. Yeah, but... I can do it 1 month. If you have a cooking system, someday you take it, you know, like, you will, that's really hard.
Winter is okay, but summer. Ủa ông này, ủa ông người Nhật, ông người Nhật hay người Trung Quốc? I'm from China. À, Trung Quốc. I'm Chinese. Yeah. Her grandfather is from China. Oh, grandfather. Yeah. Okay. Bye bye. Have a great night. Bye bye. Thank you. Oh yeah. Thank you. Cảm ơn thưa nó. Thank you. Em ăn nổi hả? Thôi ăn nổi, thịt nhiều quá. Mình ăn ít lắm ở nhà, bỏ thịt quá trời. Xin dinh dưỡng rồi. Giờ tôi vô đem về thôi. Ăn không hết thì đem về. Tối là nhấm nháp thêm mấy chai bia nữa. Anh Phạm nó ăn cũng ít quá. Ủa đồ này có uống không hết rồi con? Hai đứa uống hết rồi. Ngon không? Uống này cũng say, say lắm không? Giống cái lỗ vậy. Hết thì cứ gom về. Vậy thôi. Mình đi đâu cũng có lon bia đấy mà. Xong hồi nó nghe là mình về hết. Đây mình có đứa giữa nhậu được. Chúng cha dân nhậu dữ lắm. Rồi còn mấy người này thôi không biết uống. Rồi sau một hồi ăn uống xong thì gia đình mình về nhà. Ủa con về sao hả? Nó bỏ đi uống no sao? Xỉn lát còn lấy xe nữa. Lát còn lái xe đấy sao uống? Rồi xong một hồi rồi mình về. Bà chủ kênh một khoái cái hồ nó gì đó. Thế thì thế thì mai mốt anh làm giống vậy nè, nhưng mà cái này phải có nước chảy, có cá mới được. Cái này không có nước chảy. Cái này ta làm kiểu thôi. Sau một hồi no nê thì gia đình mình về nhà. Anh Kiều đây vị. Mình xin bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem cái like của mình nha. Thân kiều cả nhà rất nhiều. Xem cái like gì? Xem cái video chứ xem cái like video. Gì? Trời ơi, chủ kênh kỳ cục. Thân kiều cả nhà, bye bye cả nhà. Đây, đứng đợi.